Học sinh là thời đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Thế nhưng hiện nay, sự trong sáng tươi đẹp hồn nhiên của thế hệ học sinh không còn nữa. Bởi vì bạo lực học đường hiện nay có xu hướng gia tăng nhanh chóng, diễn ra ở nhiều nơi, do đó đang trở thành một vấn nạn của xã hội. Hân, cậu đưa mình đi đâu vậy? Bí mật, từ từ cậu sẽ được bật mí. Đừng đánh nữa, xin các cậu đấy, tha cho tớ đi mà. Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật cậu. Nhìn món quà tớ chuẩn bị cho cậu đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nga, cậu có thích món quà này không? Ơ, này Nga làm sao vậy? Trời ơi, cậu có làm sao không? Lớp trưởng ơi, cậu cứu mình với. Có mình đây rồi, yên tâm, đứng dậy đi. Cảm ơn cậu. Không có gì. Chúng mày đâu? Mang bóng nước ra đây. Đừng mà, dừng tay lại. Tớ xin các cậu đây. Đáng đời, định chơi tụi tao à? Làm gì có cửa. Nhìn con Hiền kìa, thế mà còn dám vác mặt tới lớp. Các em đến đầy đủ chưa nhỉ? Hiền, đồng phục của em đâu? Dạ thưa thầy, em... Đồng phục đâu không mặc mà ăn mặc như thế này đến trường hả? Thầy ơi, mày thử dám mở mồm ra mách lẻo nữa xem. Em xin lỗi thầy, nay em quên đồ ở nhà. Tôi sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài, về viết bản kiểm điểm cho tôi. Ôi da, đồ nhà quê. Cả lớp trật tự. Long, chị Đại gọi em. Cầm lấy, mày biết phải làm gì rồi chứ. Ra chơi rồi, đi chơi đi. Mọi người ơi, chết rồi, mình bị mất cái vòng rồi. Mất lúc nào? Mất giờ ra chơi, nãy tớ còn để đây mà. Giờ ra chơi thì chỉ có... Không, không phải tớ. Kiểm tra cặp của nó. Thả tớ ra, đã bảo là tớ không lấy mà. Đây rồi, có phải cái này không lớp trưởng? Ôi, đúng rồi, đúng là vòng của tớ này. Không, không phải tớ, cậu phải tin tớ. Đã ăn cắp lại còn già mồm, đúng là cái đồ vừa nghèo lại vừa hèn. Mày cút đi, mày chết đi. Không, hãy tin tớ, tớ không ăn trộm mà. Bắt quả tang mà mày còn chối à? Tao sẽ báo thầy, đuổi học cái loại mày. Chết rồi, phải đưa lên phòng y tế thôi. Cháu không sao đâu, mọi người yên tâm. Nga ơi, tỉnh dậy đi, mẹ đây. À, mẹ. Nga, đứa nào làm con ra nông nổi này? Chính là bạn Hiền đẩy con ngã đấy ạ. Đây cô, bạn này đấy ạ. Thầy, thầy phải xem lại con bé này đi. Nó vừa ăn trộm lại vừa đánh con gái tôi ra nông nổi này đây. Cô ơi, bạn tự ngã. Mày còn dám nói dối à? Chính mắt tao thấy mày đẩy Nga nhé. Hiền, tôi rất thất vọng về em. Thầy phải xử lý triệt để vụ này nhé. Chị yên tâm, tôi sẽ mời phụ huynh của em ấy lên làm việc. Quái lạ, sao không có tên của bố mẹ em trong hồ sơ? Thế này là thế nào? Em không có bố mẹ ạ. Bảo sao mày lại hư đốn như vậy? Hóa ra không có ai dạy dỗ. Thầy giáo phải xử lý nghiêm minh, không để một con sâu lập đầu nồi canh được. Chị đừng lo, tôi sẽ công bằng mà. Hiền, từ mai em bị buộc thôi học. Thầy ơi, em xin thầy, em không làm gì có lỗi. Thầy hãy tin em đi. Tôi không muốn nghe, em đi về đi. Vừa lòng tao lắm. Hiền ơi, Hiền. Em sao thế, ốm à? Để anh xem nào. Chân tay em bị làm sao thế này? Ai đánh em? Em bị ngã xe, anh kể em đi.
Nhà có hai anh em, anh phải quan tâm em chứ. Thôi nghỉ đi. Em xin lỗi. Đi đâu về đấy? Sáng giờ được cuốc nào chưa? Chưa, ế lắm. Uầy, gớm thật. Cái gì đấy? Bọn trẻ bây giờ ghê thật, đánh nhau như phim chưởng ấy. Đây, ông xem đi, gớm thật. Đưa tôi xem nào. Ơ, à, đúng cái hiền rồi. Sao thế, người quen à? Ơ, à, thằng này, đứng lại, trả điện thoại cho tao. Cái thằng hâm này, giờ tao lấy gì liên lạc với khách đây? Bực cả mình, ui da, cái chân của tôi. Hiền, vậy anh bảo. Đúng rồi, giờ mình có hỏi nó cũng không nói đâu. Thôi được rồi. Hiền ơi, anh để 20.000 trên bàn, tí em nhớ lấy đi ăn sáng rồi đi học nha. Tối về anh sẽ mua đồ ăn nhé, em không phải nấu cơm đâu, anh đi làm đây. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới đến, chào đi em. Dạ, em chào thầy, chào các bạn. Wow, trai đẹp, cuộc của mình đây rồi. Chào các bạn, mình là Hoàng, mình mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ. Để thầy xếp chỗ ngồi cho em nhé. Nhìn như thằng ba pha mà cũng tinh tứ, ngậm mồm vào rớt hết nước giải rồi kìa Hân. Lùi ra. Hoàng ơi, đây còn chỗ trống này. Mày làm gì vậy Hân? Kệ tao. Ngồi đây này Hoàng. Cậu cho mình ngồi đây nhé. Tất nhiên là được rồi. Đẹp trai thế này thì phải là của Nga rồi. Hoàng ơi, mày ăn gì mà cao to đẹp trai thế? Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu chứ, đúng không chị em? Thôi, hỏi nhiều thế, đi mua nước cho bọn tôi uống đi. À Long, cầm tiền đi mua nước cho mọi người này. Này Hoàng bao. Eo ơi, Hoàng ga lăng thế. Ơ, Nga, tớ hỏi này, cậu đã có đề thi giữa kỳ chưa? Tưởng gì, đáp án tớ còn có ấy. Nga, cậu giỏi thật đấy. Đề thi mà cậu cũng có à, thật không? Ôi giời ơi, thế thì Hoàng không biết Nga là ai rồi. Ở cái trường này, Nga mà là số 2 thì không ai là số 1. Nga ơi, thế chẳng may có đứa nào biết mình mua đề thi như này thì sao? Ôi giời ơi, Hoàng ơi, cậu cứ lo hảo. Trước nhá, có một con to gan dám tố cáo bọn mình. Thế là... Đây, cậu xem đi, kết cục của nó này. Hóa ra là lũ chúng mày đã hại em gái tao. Đấy, giờ nó bị đuổi học rồi. Nước về rồi đây các cậu ơi, uống đi. Chào chủ tịch. Thầy đến rồi đấy à? Có chuyện gì mà chủ tịch lại cho gọi tôi cùng ba học sinh này lên ạ? Tất nhiên là có chuyện, tôi mới gọi thầy và các em lên đây. Các em nhận ra bạn này chứ? Hiền, nó bị đuổi học rồi cơ mà. Sao Hoàng cũng ngồi đấy vậy? Tôi nghe nói trong lớp thầy có hiện tượng bạo lực học đường và mua bán lộ đề thi, có đúng không? Ôi không, không có chuyện đó đâu. Chắc chủ tịch nghe nhầm rồi. Chủ tịch ơi, bọn cháu thân thiện và hòa đồng lắm, không có chuyện bắt nạt đâu ạ. Đúng rồi, lớp tôi không có hành vi như vậy đâu ạ. Vâng, thế thì mời thầy cùng các em hướng lên màn hình máy chiếu. Đây là đề thi và đáp án giữa kỳ, em nhớ học thuộc nhé. Đồ ăn cắp, đồ nhà quê, mày đi chết đi. Cậu đã có đề thi của lớp mình sắp tới chưa? Tưởng gì, đáp án tớ còn có ấy. Nga, cậu giỏi thật đấy. Trời ơi, làm sao bây giờ? Chủ tịch à, chỉ là hiểu lầm thôi. Chắc chắn có người muốn hãm hại tôi. Chính các người mới là người hãm hại em gái tôi. Thời gian qua, tôi đã thu thập hết chứng cứ của các người. Đừng hòng chối tội. Có đủ bằng chứng rồi. Tất cả các người sẽ phải trả giá. Ôi, anh bình tĩnh, bọn em biết lỗi rồi. Chủ tịch à, mong cô tha lỗi cho tôi hứa sẽ sửa sai. Cái này tôi không thể quyết định được, hội đồng kỷ luật sẽ xem xét. Hiền ơi, chúng ta là bạn mà, cậu nói gì đi chứ. Bỏ em gái tao ra. Trật tự, tất cả những việc làm sai trái của thầy và các em sẽ được xử lý hết trong cuộc họp ngày mai của hội đồng kỷ luật. Từ xưa người ta đã có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy. Ở hiền ắt gặp lành, ở ác sẽ gặp ác. Quả báo thường đến muộn nên nhiều người nghĩ là không có. Đừng tự bao biện rằng những việc không quá trầm trọng thì không đáng lên án. Ông trời có mắt, nhân quả sẽ không trừ một ai. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thu Hiền TV. Mình là Thu Hiền. Mình là Linh Trang. Còn đây, lấy cái nồi nha. Các bạn ơi, hiện
hai đứa ba.